mẹ cái đít của mình là không được phép, đít của mình phải ưu tiên mới được. Cái này nhá, ông chín lên rồi. Bánh sầu đến đây rồi. Đây đã phù mẹ. Đây nhìn cái vết đây. Vết sướng quá. Không chấn được không được hay là sao? Đâu, ông ấy không bám như này mà ông cứ đi theo cái vết này nối đá, nối đá nó đi của này giống như của tay phong. Tay phong này nhìn nó còn non chưa? Giờ đây còn ở trên này. Đít con mẹ chứ mình đi cảm thấy cái đít mà nó chém một cái là lập tức phải phanh ngay, lùi lại ngay, không phải chém bằng cái kéo qua. Nghi ngờ đó.